Về ngoại hình á, em muốn là anh phải khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Em đạt chế độ min gì? Em muốn là từ 86 đến 90. Em 85 gì? Chào em bạn. Tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay em 26 tuổi. Quê hương em là ở Vĩnh Phúc. Nhưng mà hiện tại thì em cùng gia đình đã chuyển vô Sài Gòn sinh sống và làm việc ạ. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Thắng, 32 tuổi. Em tới từ Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc của em hiện tại là kỹ sư quy trình cho một công ty sản xuất kính quang học. Nhiệm vụ của em là thiết lập quy trình để từ đầu đến cuối để sản xuất ra một sản phẩm. À, về kỹ thuật đúng không? Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu trước, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì được mọi người thường nhận xét là một người hướng nội, nên là các công việc như nấu ăn, công việc gia đình là em có thể làm được ổn. Sở thích của em là thích mày mò những món ăn trên mạng và làm đồ handmade. Nhược điểm của em là em cũng hơi ít nói, ăn nói cũng không được khéo cho lắm. Mình có tật xấu gì không? Ở nhà là em thường thích những người gọn gàng, sạch sẽ, nên là ở nhà nhiều khi mọi người mà làm cũng không vừa ý em, là em cũng hay nói đi nói lại nhiều lần á. Hay cằn nhằn á đúng không? Nói cằn nhằn thì cũng không đúng đâu ạ. Tại vì em cũng nói một hai lần nhưng mọi người không làm thì em cũng không có nói chỉ nói một lại hai nữa. Lần thôi hả? Kỹ tính thôi chứ cũng không có cằn nhằn gì. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì em chơi được khá là nhiều môn thể thao. Khi yêu em rất là quan tâm bạn gái hết lòng. Về điểm yếu của em thì tính tình của em khá là thẳng thắn. Đôi lúc cũng làm người đối diện hoặc là không cảm thấy không có khó chịu đó. Khó chịu. Thẳng quá, dụ như người ta vậy mà nhìn vô thấy người ta xấu mình nói nội xấu quá, xấu như ghê. Thật như nó là như vậy. Nhưng mà nói vậy thì mất lòng ta. Dạ dạ. Nhưng mà anh nghĩ thẳng quá cũng không tốt. Dạ. Ví dụ như nói anh cũng được, cũng dễ thương vậy thôi. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á, em muốn là anh phải cao một chút, khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Anh cao nhiêu anh? Em đạt chế độ min gì? Đó, em cứ nói những cái tiêu chuẩn với anh đi. Chỉ cần dễ nhìn, hiền lành. Về tính cách thì em muốn là một người có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là không hút thuốc. Anh không hút thuốc em. Rồi, khỏe luôn. Anh ơi, cho em hỏi là quê anh ở Hà Tĩnh đúng không ạ? Đúng rồi em. Nhưng mà anh có xác định là lập nghiệp sinh sống ở Sài Gòn không ạ? Kế hoạch của anh thì anh hướng là định lập nghiệp và ổn định tại Bình Dương. Còn Bình Dương sau này nếu có cơ hội quen em thì có thể mình trao đổi và có thể thay đổi cái, có thể lên Sài Gòn sống cũng được. Sau này thấy hợp nhau thì chúng ta có thể chuyển công việc gần nhau hơn. Còn em trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người về tính cách á, thì nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền lành. Bao luôn, bên đây bao luôn. Bao luôn. Gì nữa, nói tôi nghe. Còn coi. Về ngoại hình thì cao khoảng từ 1m50 trở lên là được. Da trắng. Da trắng hả? Dạ. Yeah. Bao luôn, nửa cái bao. Tiếp. Hết rồi chị. Hết rồi hả? Em có yêu cầu gì tuổi tác không? Dạ, em muốn là từ 86 đến 90. Em trai sinh năm nhiêu? Em 85 gì? Lọt ra khùng chút xíu à. Ôi lọt có ra khùng chút xíu không sao em. Đâu. Khoan, để coi bên có đây bạn gái người ta đi coi tuổi gì nè. Bà, tới 85 được không? Cái này cũng không phải là coi tuổi mà chỉ là ở nhà. Mẹ em nói là hai tuổi này ở với nhau thì sợ là không có làm thất cả lắm. Em chỉ sợ là anh đấy lo thôi. Em là phụ nữ đâu có lo nhiều. Trời, phát đạt hay không phải do mình cố gắng cài chứ. Để hỏi bạn Nam coi. Bạn Nam có coi tuổi gì không? Dạ, dạ em không gì. Con gì cũng được phải không? Dạ, con gì cũng được gì. Không có con cũng được à. Em là đang ở với ai? Hiện tại thì em đang ở với em trai. Ba mẹ em vẫn ở ngoài quê. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ nữa không? Đó là vô tâm gì? Không, cô này thì tề da nội trợ, nhìn mặt là em thấy hiền thục liền. Những người như vậy không có vô tâm đâu. Chắc là... Được ha? Được. Em có ghen không? Dạ, cũng có chút anh. Mình ghen cái nào đúng thì mình ghen. Ừ, cũng được. Cảm ơn chào anh. Gái. Anh có tính hơi ghen đó, em sợ không? Em thì là một người là trung tình, nên là thì em đã xác định là quen ai là chỉ có một người đó thôi. Em có thích mơ mộng, có thích lãng mạn hay không? Chắc ai cũng một chút mơ mộng lãng mạn. Nhưng mà đừng có xuyên xúa quá là được. Vậy được ha. Em thích chừng nào đám cưới? Hai người có thể quen nhau khoảng 1 năm đến 1.5 năm. Anh này lấy liền luôn, được không?
À, cái đó thì tùy thuộc vào tình cảm hai người. Không, ảnh là muốn lấy liền đó, phải yêu nhau là lấy đó. Thì lúc đó yêu nhau rồi, yêu nhau đủ lớn rồi. 6 tháng được không? Cái đó còn tùy vào hai người nữa. Anh thích 6 tháng đó. Em chịu không? Chịu không? Chịu không? Dạ được. Được rồi. Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. Hơn cả sự mong đợi của anh. Còn còn em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh là cũng cao ráo, hiền lành, nhìn cũng rất dễ mến. Không biết là anh có thích có những phim kinh dị hay là kinh ma không ạ? Anh cũng ít xem phim kinh dị và phim ma. Em thì tuy là rất là hay bị hồi hộp, hay bị sợ bị giật mình á, nhưng mà em rất là khoái xem những phim đó. Em muốn hỏi anh là về cái việc ghen á, nhưng mà em thì em biết rõ con người em là người rất là trung tình, em rất là thoải mái với mọi người xung quanh, có thể một bạn mọi người kể bạn nam lẫn bạn nữ khi mà quen biết bình thường thôi, nhưng mà khi họ chia sẻ tâm sự với em á thì em sẵn sàng nhắn tin nói chuyện với họ thường xuyên. Không biết cái việc đó có ảnh hưởng gì, anh thấy như thế nào? Nói chung mình khi mình yêu thì mình dành thời gian cho người yêu rồi, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng nào đó cho bạn bè, thì anh thấy điều đó là bình thường. Em nói là em trung tình cũng đúng là cái đúng với cái quan điểm về tình yêu của anh. Các bạn ở xa cũng khá xa đó, hẹn hò thế nào? Khoảng cách từ Bình Dương lên Sài Gòn là đối với anh là gần. Em thì em rảnh gần hết là các tối trong tuần, cho nên em có thể sắp xếp thời gian tùy vào cái thời gian bạn nữ thôi. Còn em thì có thể cả tuần cũng được. Chạy nổi không mà hứa, nghe đã dữ vậy. Anh nghĩ là anh với em gặp đây là có một cái duyên. Anh thì không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh luôn luôn cố gắng thay đổi và tiếp thu những cái việc tốt để trở thành một người chồng và một người bố tốt trong tương lai. Bạn gái cảm nhận gì ở chàng trai đối diện? Em thấy anh ấy rất là hiền, chân thành, có thể dựa dẫm được. Bạn trai có hát bài hát nào để tặng bạn gái không? Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm, như tình yêu như mùa xuân đến. Xin hết ạ. Trời, đang em hay quá mà. Nghe hát thấy con tim có rung động chưa? Có chút thôi. Có chút đúng không? Dạ. Bây giờ nó còn cái này rung động hơn nữa nè. Em mở cái hộp quà đi. Đứng lên, mạnh dạn lên, còn chờ gì nữa. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Chẳng lẽ em phải hát chiếc vòng cầu hôn đấy. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Để anh cố gắng. Trời ơi, hứa hồ. Và đeo xong rồi hai người nắm tay luôn đi. Chờ anh xin phép nắm tay em ạ. Nắm hai tay luôn. Cảm tay nhận. Nắm vào nhau. Mắt nhìn thẳng nhau. Mắt nhìn thẳng vào nhau. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ là một bờ vai vững chãi của em. Được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Và bây giờ đến phút quan trọng của cuộc đời mình nha các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Có thể nhắm mắt lại để cảm nhận được những cái gì chúng ta đã trao đổi với nhau từ nãy đến giờ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Nụ hôn đầu tiên đấy. Anh xin đẹp hôn anh. Đấy xin hôn. Từ đấy đi, để nguyên.